Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn thân mến, và bạn có biết rằng là đồ ăn của bạn cũng góp phần quyết định giới tính của thai nhi. Vậy thì ăn gì để sinh con trai? Cần chú ý gì về dinh dưỡng và sinh hoạt để có con trai đây? Tốt nhất là chúng ta nên tiêu thụ nhiều calo hơn và ăn thực phẩm giàu natri và kali sẽ là câu trả lời cho bạn. Bởi vì điều kiện cần thiết để thụ thai bé trai là chất lượng của tinh trùng người chồng và chất lượng trứng phải thật sự tốt. Về sinh học thì giới tính của bé trai được quy định khi tinh trùng Y gặp trứng sớm nhất. Tinh trùng Y tuy nhanh nhưng mà tuổi thọ lại ngắn và chỉ sống tốt khi gặp môi trường âm đạo giàu tính kiềm. Vì thế nhiệm vụ của đàn ông là sử dụng các thực phẩm giúp tinh trùng khỏe mạnh. Trong khi đó thì phụ nữ cần ăn các món ăn làm môi trường âm đạo giàu tính kiềm hơn. Và đầu tiên thì nói về trái cây họ cam quýt. Trái cây họ cam quýt là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên tốt nhất. Trong 100g quả cam chứa 50mg hàm lượng vitamin C, bạn có thể kết hợp nhiều loại trái cây có chứa lượng lớn vitamin C này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Bạn có thể dùng thô hoặc là ép tại nhà để đảm bảo chất lượng. Tiếp đến đó là chuối. Và chuối được xem là thực phẩm có hàm lượng khoáng chất kali và vitamin rất cao. Kali là chất có lợi cho sự sống sót của tinh trùng nam. Để dễ sinh con trai thì người vợ có thể bắt đầu bằng cách ăn nhiều chuối. Người chồng cũng nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày. Bạn nhớ nhé, ăn gì bổ nấy. Và tiếp đến là bạn nên ăn nhiều ngũ cốc. Các loại ngũ cốc như là hạt sen, hạnh nhân, đậu xanh, hạt điều, gạo lứt, mè hay là các loại lạc vân vân. Mè nữa. Và phụ nữ ăn nhiều ngũ cốc thì thường có lượng khoáng chất và vitamin cao hơn người không ăn. Ngũ cốc giúp phụ nữ làm giàu chất dinh dưỡng và có lượng calo cao, hấp thụ cao hơn. Ngoài ra thì ngũ cốc còn giúp duy trì ổn định lượng insulin, từ đó ổn định hormone sinh sản cho phụ nữ. Nhờ môi trường giàu chất dinh dưỡng, tinh trùng nam khi vào cơ thể nữ được sinh tồn. Vì thế đây cũng là một thực phẩm bạn không thể bỏ qua. Tiếp đến là ăn các nhóm thức ăn giàu glucose. Phụ nữ ăn gì để sinh con trai? Thì theo một số nghiên cứu, môi trường giàu glucose dường như là có ảnh hưởng tới giới tính của bé. Theo đó mà mức glucose càng cao thì khả năng thụ thai bé trai càng cao. Một số thực phẩm có chứa glucose tự nhiên như là quả nho, mía và mật ong và những loại đường tự nhiên như thế này thì rất là tốt. Và bạn không được tăng lượng đồ ngọt từ các loại thực phẩm như là bánh ngọt hay là đường tinh luyện, đường tráng tinh luyện, vì điều này sẽ tăng làm nguy cơ bệnh tiểu đường khi mang thai. Chúng ta chỉ cần chú ý rằng là ăn các loại quả và có độ ngọt tự nhiên là được, như là mía, mật ong hay là xoài, nho, v.v. Tiếp đến là nấm. Và một trong những thức ăn để dễ sinh con trai, và thực phẩm này cũng rất là rẻ thôi, cũng không có gì là ghê gớm lắm, chúng ta có thể bổ sung vào trong các món ăn hàng ngày, đó là nấm. Nấm là thực phẩm chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là kali, và trong nấm còn có các loại vitamin khác như kali, như là selen, vitamin D và vitamin B. Các dưỡng chất này thì đặc biệt là vitamin D và kali sẽ giúp cho tăng cơ hội thụ thai bé trai. Bạn nên kết hợp nấm trong thực đơn. Tiếp đến chính là khoai lang. Phụ nữ nên ăn khoai lang vào ngày rụng trứng vì trong khoai lang có chứa nhiều chất khoáng chrome. Chrome chống lại chất đề kháng insulin thông qua việc ổn định cân bằng hormone trong cơ thể. Ngoài khoai lang thì trong bông cải xanh, cà chua, ngô cũng có chrome. Và với đàn ông thì thực phẩm giàu kẽm rất là quan trọng. Bên cạnh kali, natri thì kẽm cũng là khoáng chất quan trọng để tăng cơ hội thụ thai bé trai. Kẽm giúp tăng cường tinh trùng ở nam giới và giúp tăng nồng độ testosterone. Nhờ vậy nam giới sẽ gia tăng số lượng tinh trùng. Điều này rất quan trọng vì số lượng tinh trùng cao hơn thì sẽ dẫn đến việc thụ thai bé trai tốt hơn. Tinh trùng số lượng thấp hơn thì thường liên quan đến việc thụ thai bé gái. Và kẽm là có trong các thực phẩm như là hàu, gan, thịt bò, bí ngô, bí, lúa mầm và thịt kiều, dưa hấu, bột cacao. Theo ước tính thì trong 100g hàu thì có tới tận 47,8mg kẽm. Trong 112g tôm luộc thì chứa 1,77g kẽm, cho nên là hàu là món ăn mà có hàm lượng kẽm cao nhất và có các loại thực phẩm mà bổ sung chiết xuất từ hàu nữa. Tiếp đến là về đồ ăn nhẹ. Đồ ăn nhẹ thì có các loại như xúc xích, giăm bông, bánh quy, trứng,
súp đóng hộp và hải sản cũng nằm trong danh sách. Chế độ ăn gia tăng muối hơn thì cũng làm tăng khả năng thụ thai bé trai. Tuy nhiên thì các cặp vợ chồng nên cân nhắc là chúng ta chỉ ăn với một lượng vừa phải thôi. Ăn quá nhiều muối thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sức khỏe của bạn, vì muối làm tăng khả năng lưu trữ chất lỏng trong cơ thể. Đặc biệt là phụ nữ mang thai sẽ gây ra các triệu chứng là giảm huyết áp, sưng phù tay chân. Và ngoài ra thì phương pháp tính ngày rụng trứng ở nữ và cách thức để sinh hoạt cũng là một phương pháp được khuyến khích. Và cuối cùng thì chúc bạn sẽ áp dụng thành công và đón bé trai như ý muốn nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.